Đây. Thưa chị, nhà tôi các toàn thể. Không biết toàn thể. Sao tốt thế này? Sao không biết toàn thể? Nếu yêu xin châu sư. À, sao mình nhà tôi các cưng? Cái cưng. Bố là, chứ đấy các toàn thể các cưng nào. À, chứ đấy tay cao vừa. Nâng thể phốc phốc xuống này. Ít cho nâng phần 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 con tên đùa nó Thế tìm báo là sau đến vui vui của chị Các tôi cũng ớ thổi bảo xuống mà Các nó không ai hiểu đầu được thế á Chỉ là chị đây thẳng bố cho nên chị đây thẳng tay tay Ồ Thế là chỉ vui là hông Ồ Phần nữa là chả mấy mà hông à, Thế cơ Mấy bằng hóa Hoa xuống sau anh chết này Thế cơ cho đố mẹ qua cho mấy bảo đây Thực kê hơi hông Kế là thuê Thế nên theo chương trình công sĩ của thao kết thế nên nó phải sáng sáng Chế sáng thể nên cho coi là chẳng chinh cổ Chẳng chinh cổ xí sáng Nên cú cổ chẳng chinh cổ là mà xí sáng Thế thế bác có khuya mà Giáo bố đó cho nên nặng sáng À, nhìn hãy chỉ là 1.5 À, chắc là sư hữu hiện hãy xa được chủ trình À, chắc là sư hữu hiện hãy xa được chủ trình À, chắc là sư hữu hiện hãy xa được chủ trình 以及哈，孙老师也是蛮有功力的一个，台南的相学名家。孙老师啊，功力很好哦。那个北大课我给你调节一下。好，今天只能大概只能讲这样哈。好，这个图就是跟腱肉，毛顺服贴居而流产，垮开后，北山那种会画哦，会画哦的，那个两兄弟有难。 啊，这个眉毛要跟腱肉，这个是好像。好，然后它眉尾有过眼，它这个眉尾有过眼，这一点还难得。眉长过目是好像。好，我们再讲一个，这个这些白白刚好，这张应该刚好，我睡了，我睡了，看我们哪里呢？ 有啦，有水啦吼！哦，奉劝各位，你的眉毛千万不要画这样。啊、哦，这个叫春心眉。春心眉，无好的相哦。第一，伊这个白头吼、哦，当掉上来，当掉上来，从命中。第二，伊的眉身无三摸啦。 啊，不三摸你哪边微，你都会看错的哦。一个不会看错，眉身太细。第三，他的眉尾太尖，眉尾太尖冲肩门，肩门是呼吸功。第三，拜。哦，这个有问题。哦，这是注解哦。哦，这种名册，这是《金匮纲》的《苹果日报》。 女孩子，女孩子，你的眼神要有一种青春快乐和慧的眼神才是正常的哦。哦，除非就叫我弄会，弄给他这样，弄个就这个对呀。啊，像这一个哈、哦，他有点偏的脸蛋，啊，额头是看不到，这个也是会读书的哈、哦。对，他的眉毛跟眼睛的神形气散发出来都是好的。 这个是刚刚那个我对这张像的一个注解。好，那今天可能就只能介绍到这里啊。天门告鬼戏为谢谢，他突然从门十八街，就给小刚的供了。下一堂就侧重鼻子，跟今天没有讲到的眉毛。4月7号下午3点，东区从门十八街32号。好，感谢大家，谢谢。 这些理事还有我们的顾问群会有朋友，真的是高。